Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn tiếng Việt lớp 5 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bài 3. Luyện từ và câu. Đại từ. Mời các em mở sách giáo khoa trang 20. Chúng mình cùng nhau học bài nào. Trước khi vào bài học, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khởi động. Chúng mình sẽ cùng nhau chơi trò chơi đoán xem tôi là ai. Mọi người thường dùng tôi để đặt tên cho các sự vật, hiện tượng tự nhiên, cây cỏ, hoa lá. Đố các bạn, tôi là ai? Đáp án của cô là Đó chính là danh từ. Câu hỏi tiếp theo. Mọi người thường dùng tôi để miêu tả các đặc điểm của sự vật, hoạt động, trạng thái. Tôi là ai vậy? Đáp án của cô là đây chính là tính từ đấy. Câu hỏi 3, khi các bạn gọi tên các hoạt động, trạng thái ấy là lúc các bạn đang nhắc đến tôi. Đố các bạn biết tôi là ai? Đáp án của cô là Đây chính là động từ Như vậy là chúng mình đã được học Danh từ, động từ và tính từ Tiết học ngày hôm nay Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau Tìm hiểu và làm quen với một từ loại nữa Đó là đại từ Chúng mình sẽ xem đại từ là gì? bà gồm những từ loại nào nhé. Trước tiên cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khám phá bài tập 1. Những từ in đậm trong mỗi câu sau được dùng để thay cho từ ngữ nào? Chúng mình hãy quan sát những từ in đậm trong các câu sau. Câu A: Nắng vàng óng, núa cũng vậy. Câu B: Cây tre này cao và thẳng, các cây kia cũng thế. Câu C. Cánh đồng vàng ruộm báo hiệu một vụ mùa bội thu. Đó là thành quả lao động vất vả, một nắng hai xương của các cô bác nông dân. Các em hãy đọc lại các câu văn trên và quan sát những từ in đậm trong mỗi câu và cho biết những từ in đậm đó dùng để thay thế cho từ ngữ nào. Mời các em bấm dừng hình nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Ở câu A, nắng vàng óng, lúa cũng vậy. Ở đây từ in đậm trong câu này đó là từ vậy. Từ vậy dùng để thay thế cho từ ngữ nào? À, từ vậy dùng để thay thế cho từ vàng óng. Và nếu như câu văn được thay thế ở đây không dùng từ vậy thì chúng ta sẽ là một câu văn như sau nắng vàng óng lúa cũng vàng óng nếu như thế thì câu văn sẽ không được hay cho nên người ta sử dụng từ vậy để thay thế cho từ vàng óng nhưng nghĩa của chúng không thay đổi câu b cây tre này cao và thẳng các cây kia cũng thế trong câu này từ in đậm ở đây là từ thế vậy từ thế dùng để thay cho từ ngữ nào đáp án của cô là từ thế dùng để thay thế cho từ cao và thẳng nếu không sử dụng từ thay thế thì câu văn sẽ là cây tre này cao và thẳng các cây kia cũng cao và thẳng câu văn sẽ được lặp lại do đó chúng ta sử dụng từ thế để thay thế cho từ cao và thẳng để câu văn hay hơn câu c cánh đồng vàng ruộm báo hiệu một vụ mùa bội thu đó là thành quả lao động vất vả một nắng hai xương của các cô bác nông dân trong câu này từ in đẫm là từ đó vậy từ đó dùng để thay thế cho từ ngữ nào đáp án của cô là từ đó dùng để thay thế cho từ Cánh đồng vàng ruộm báo hiệu một vụ mùa bội thu. Nếu như câu văn không được dùng từ ngữ để thay thế sẽ như sau. Cánh đồng vàng ruộm báo hiệu một vụ mùa bội thu. Cánh đồng vàng ruộm báo hiệu một vụ mùa bội thu là thành quả lao động vất vả, một nắng hai xương của các cô bác nông dân. Nếu như câu văn không được dùng từ thay thế đó là từ đó thì câu văn sẽ rất là dài và lặp lại từ ngữ. Do đó, chúng ta sử dụng từ ngữ thay thế đó là từ đó thay cho từ cánh đồng vàng ruộm báo hiệu một vụ mùa bội thu. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được các từ ngữ in đậm thay thế cho các từ. Các từ in đậm ở đây đó là vậy, thế và đó. Đây chính là các đại từ thay thế. Qua bài tập 1, chúng mình cần lưu ý, các đại từ, các từ dùng để thay thế được gọi là đại từ thay thế. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 2. Bài 2 yêu cầu như sau: Trong những đoạn trích dưới đây, từ nào được dùng để hỏi các em hãy đọc ba đoạn trích nghe cô đọc và đọc thầm theo cô đoạn văn thứ nhất cốc 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 ai gọi đó tôi là thỏ võ quảng đoạn trích thứ hai bé nằm ngấp nghĩ nắng ngủ ở đâu nắng ngủ nhà nắng mai lại gặp nhau thúy anh đoạn trích thứ ba mùa nào phương vĩ nở đỏ rực trời ở khắp nơi nơi ve kêu ra rả câu đố các em hãy đọc lại đoạn trích và tìm xem từ nào được dùng để hỏi đáp án của cô là trong đoạn trích thứ nhất thì từ dùng để hỏi đó là từ ai từ này hỏi về người gõ cửa trong đoạn trích thứ hai từ dùng để hỏi đó là từ đâu dùng để hỏi về nơi ngủ của nắng ở đoạn trích thứ ba từ dùng để hỏi đó là từ nào và từ này dùng để hỏi về mùa nào có hoa phương nở và ve sầu kêu Vậy là chúng mình đã tìm được các từ ngữ dùng để hỏi ở trong ba đoạn trích trên. Các từ ngữ dùng để hỏi trong ba đoạn trích đó là ai, đâu, nào. Và đây chính là các đại từ nghi vấn. Qua bài tập số 2, các em cần lưu ý. Các từ dùng để hỏi sẽ được gọi là đại từ nghi vấn. Những từ ngữ này đi cùng với dấu hỏi chấm và giúp ta nhận diện rõ câu hỏi và mục đích hỏi. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 3. Bài tập 3 yêu cầu như sau: Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi. Câu chuyện: Hạt thóc. Các em lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Hạt thóc. Hạt thóc được mẹ lúa yêu thương chiều chuộng nên rất kiêu thóc nói với ngô khoai sắn ta là hạt vàng đấy các bạn ạ à, chẳng ai bằng được ta ngô liền nói cậu ơi tớ nghĩ cậu chỉ là hạt vàng khi ở trên cánh đồng này thôi còn nếu ở trong bát cơm chắc chắn cậu sẽ bị gắp bỏ ra ngoài hạt thóc nghe xong Im lặng. Phan Tử gia Bách. Vừa rồi các em nghe cô đọc câu chuyện hạt thóc. Bây giờ các em hãy bấm dừng hình và đọc lại bài câu chuyện này một lần cho cô nhé. Các em đọc xong chưa? Chúng mình cùng nhau suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau. A. Các từ in đậm trong câu chuyện trên được dùng để làm gì? B. Trong số các từ đó, những từ nào chỉ người nói, những từ nào chỉ người nghe? Chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời hai câu hỏi của bài tập số 3 nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Ở bài tập số 3 có hai câu hỏi, đó là ý A và ý B. Ý A Câu hỏi như sau: các từ in đậm trong câu chuyện trên được dùng để làm gì? Vậy chúng mình sẽ cùng nhau chú ý đáp án của cô như sau. Các từ in đậm ở trong câu chuyện trên đó là tôi, bạn, tớ và cậu. Các từ ngữ này dùng để xưng hô. Xưng hô ở đây là tôi, là bạn, là tớ là cậu thì đó chính là các đại từ dùng để xưng hô. Câu hỏi B trong số các từ đó những từ nào chỉ người nói những từ nào chỉ người nghe à trong các từ trên thì cặp từ xưng hô thứ nhất là tôi và bạn đó chính là từ tôi được dùng để chỉ người nói là tóc còn từ bán được dùng để chỉ người nghe ở đây các bán dùng chỉ nhiều người nghe là các cây ngô cây khoai và cây sắn thì đó là cặp xưng hô thứ nhất là tôi và bác cặp xưng hô thứ hai là tớ và cậu thì từ tớ được dùng để chỉ người nói đó là ngô còn từ cậu thì được dùng để chỉ người nghe, đó là thóc Như vậy là các em đã hiểu được các từ ngữ chỉ người nói và những từ ngữ chỉ người nghe chưa? Qua bài tập trên, chúng mình cần lưu ý đại từ. Đại từ thì có đại từ thay thế. Với những từ dùng để thay thế đó là từ vậy, thế, đó, này, vân vân. Đại từ nghi vấn thì gồm các từ ngữ đó là ai, gì, nào, sao, bao nhiêu, đâu, vân vân. Các đại từ xưng hô đó là các từ tôi, tớ, chúng tôi, chúng tớ, mày, chúng ta, vân vân. Như vậy là các em đã hiểu thế nào là đại từ chưa? Câu 4. Đóng vai hạt thóc trong câu chuyện, hạt thóc viết câu đáp lại lời của Ngô trong câu có sử dụng một đại từ. Các em hãy suy nghĩ và làm bài tập số 4 nhé. Đáp án của cô như sau. Cậu nói đúng, tớ xin lỗi vì đã chót kiêu căng chúng mình cùng làm ban tốt nhé đây là một câu mẫu của cô thôi còn các bạn có thể đóng vai mình là thóc nói những lời khác nhé trong câu này thì cặp từ xưng hô ở đây là tớ chúng mình bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng vào bài học ngày hôm nay đó là trò chơi ong về tổ chúng mình cùng nhau chơi nào câu hỏi thứ nhất đại từ được in đậm trong câu mỗi sáng lan đều tập đàn chăm chỉ việc này giúp bạn chơi đàn ngày càng hay thay thế cho phần nào dưới đây à các em ạ à, từ này trong câu văn trên được thay thế cho từ Tập đàn chăm chỉ Đó, Như vậy là từ này được thay thế cho từ tập đàn chăm chỉ đấy các em ạ Câu hỏi số 2 Từ nào trong các từ dưới đây luôn là đại từ? A. Bà B. Ông C. Anh D. Tôi Chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời nhé Đáp án của cô là trong các từ trên thì từ tôi luôn là đại từ. Câu hỏi số 3. Từ gạch chân trong trường hợp nào dưới đây là đại từ? Trong câu A, từ được gạch chân đó là bắp. Câu B, từ được gạch chân là vậy. Câu C từ được gạch chân là từ chúa tể. Vậy thì trong ba câu này, các từ được gạch chân thì từ nào là đại từ? Chúng mình hãy suy nghĩ nhé. Đáp án của cô là đáp án B. Ở đây đại từ là từ vậy. Từ vậy chính là đại từ thay thế như vậy là cô trò chúng mình vừa cùng nhau hoàn thành xong các bài tập tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau